Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục thông tin về cổ Úc Gò Công và những tin tức khác nha cả nhà. Và cũng tiếp tục cập nhật vé của các show diễn như thế nào. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 rồi, còn 3 ngày nữa thì tới show 8 tháng 4 thứ bảy này. Mọi người có một cái cuộc hẹn ở tại May Lang Thang Đà Lạt. Và trước tiên Xuân Mỹ sẽ vào kênh Hồ Văn Cường Official để chúng ta cập nhật lượt view trên kênh này như thế nào nhé cả nhà. Đây cả nhà ơi, Hồ Văn Cường Official. Ba bài hát được up trên kênh của Cường. Như Xuân Mỹ đã thông tin hôm qua thì kênh của Cường là 138.000 sub rồi ha cả nhà. Và bài hát Về Quê Ngoại thì 169.000 lượt xem, khúc hát ân tình thì 118.000 lượt và Vầng Trăng Cô Đơn 204.000 lượt. Mình cứ yên tâm tăng view ha, và trong ba bài hát này chưa bài nào lọt top, bởi vì trước đó May Sài Gòn cũng đăng và nhiều kênh YouTube cũng đăng, cho nên là bài hát này cái lượt tìm kiếm ở trên YouTube nó thấp, nó khó mà lọt vào top bởi vì trước đó nhiều người đăng quá. Thôi thì fan mình cứ vào đây nghe để ủng hộ tăng view và động viên vận động mọi người cùng đăng ký kênh để tăng sub cho kênh của Cường ha. Cứ lâu lâu lên ngàn sub, lâu lâu lên ngàn sub là tuyệt vời đúng không cả nhà. Từ từ rồi nó sẽ lên 300 mấy chục ngàn sub như cái kênh cũ mà người ta xóa. Những cái chị cô vàng béo, chị vàng khàng, không có chịu yên với cái quên, không có chịu quên đi cái tên của Hồ Văn Cường, hễ nói chủ đề gì thì cũng lôi vào cái sự kiện chấn động ở quận 12, con giết mẹ thì cũng lôi ghéo cái tên của Cường vào bằng cái biệt danh hết sức là cay độc, là kêu con người ta là Hồ Văn Phản, nhưng mà thật ra Cường là một người con rất có hiếu thảo với mẹ của mình. Bị cái người gọi là làm ơn với mình tách gia đình ra, bố một nơi, mẹ một nơi, nhưng mà cuối cùng Cường đã là đưa ba mẹ mình sum họp trở lại và gia đình quay quần bên nhau ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Em vừa đi học vừa đi hát. Điều đó cho thấy là người ta không bao giờ buông tha cho em ấy, và luôn luôn rình rập rình mò và dùng hết sức, dùng nhiều lời lẽ cay độc để là dán lên người của em. Nhưng mà may mắn là Cường gặp được những mạnh thường quân tốt và những người hâm mộ vẫn còn luôn yêu thương em, và họ đã sớm nhìn ra chân tướng của những người mang danh nghĩa việc tốt, nghĩa tốt, nhưng mà cuối cùng là lợi dụng, bóc lột sức lao động của em ấy, và người ta đã nhìn ra điều đó, cho nên người ta không có mảy may đến những cái lời vu khống bịa đặt của họ, mà người ta tiếp tục yêu thương Cường. Và hãy tới show diễn thì có qua tiền, có vàng, có tiền đô, có tiền Việt, được kết thành những cái hộp qua rất là dễ thương, những cái bó hoa tiền rất là dễ thương, yêu thương dành đến tặng cho Cường. Cho nên mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ kênh của Cường, đó là kênh chính mà ca sĩ Hồ Văn Cường là tương tác với khán giả của chúng ta. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ha. Kênh đã được xác minh chính chủ rồi. Và tin tức tiếp theo, Xuân Mỹ sẽ vào trang Đại học Hoa Sen, trang fanpage của Đại học Hoa Sen, thì ngày thứ sáu này, thứ sáu này trường Đại học Hoa Sen sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng tốt nghiệp cho các cái sinh viên nhận cái tân khoa, tân cử nhân đã hoàn thành chương trình học đại học ở tại Đại học Hoa Sen. Tin tức mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả từ trường Đại học Hoa Sen, đó là trường Đại học Hoa Sen ký kết hợp tác với MM Mega Market, nơi làm việc tốt nhất của châu Á. Mega Market là tập đoàn của Thái Lan nha cả nhà. Ngày hôm qua 4 tháng 4 thì Đại học Hoa Sen và công ty Mega Market Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy năng lực thế mạnh và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đôi bên.
Theo bản ký kết, Mega Market sẽ kết nối nhu cầu thực tập và làm việc cho sinh viên, học viên tại Đại học Hoa Sen. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo các bên cũng sẽ hỗ trợ tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên em Mega Market được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình với các chương trình đào tạo của Đại học Hoa Sen như là Đại học Từ Xa, Thạc sĩ và các chương trình khác về nghiệp vụ quản trị tin học ngoại ngữ. Ông Bruno Joselin, tổng giám đốc điều hành kiêm thu mua cung ứng toàn cầu Mega Market chia sẻ: "Chúng tôi rất vui được hợp tác cùng Đại học Hoa Sen, một trường đại học có uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho xã hội. Tôi mong rằng việc hợp tác này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tài năng trẻ của trường được trao đổi kinh nghiệm, khám phá môi trường làm việc năng động cũng như trao dồi kiến thức thực tiễn về ngành bán lẻ tại Mega Market, một trong những doanh nghiệp phân phối sỉ và lẻ thực phẩm hàng đầu Việt Nam." Cũng trong buổi ký kết, bà Nguyễn Thị Vĩnh Thanh, giám đốc nhân sự Mega Market Việt Nam đã chia sẻ về chủ đề cơ hội ngành nghề trong ngành bán lẻ. Tại đây, các bạn sinh viên và học viên của Đại học Hoa Sen được lắng nghe và trao đổi với các chuyên gia về tình hình và xu hướng của thị trường lao động trong ngành bán lẻ, và Mega Market là một trong những đại diện tiêu biểu hàng đầu. Và đây là hình ảnh ký kết, hình ảnh lễ ký kết nè cả nhà. Đây. Phần phát biểu của ông Bruno Joselin, tổng giám đốc điều hành kiêm thu mua cung ứng toàn cầu Mega Market tại buổi lễ ký kết, và sinh viên đặt câu hỏi toàn cảnh. Và tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen ký kết với tổng giám đốc điều hành của Mega Market. Phần phát biểu của tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, phần giao lưu của sinh viên tại sự kiện, sinh viên nước ngoài này cả nhà, sinh viên quốc tế học tại Đại học Hoa Sen cũng khá nhiều. Như hôm trước Xuân Mỹ có giới thiệu với cả nhà đó, thì phần này của giám đốc nhân sự của Mega Market chia sẻ về cơ hội trong ngành bán lẻ cho các bạn sinh viên, trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Mega Market. Và đây là ảnh toàn cảnh đó cả nhà. Ký kết hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước là mục tiêu, là việc làm mà Đại học Hoa Sen chú trọng tới để tạo cơ hội thực tập, tạo cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên khi đang học, đi thực tập và sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Hoa Sen. Đó là một cái đầu ra mà trường đại học nhắm tới, nhằm tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi rời trường Đại học Hoa Sen, bởi vì có sự hỗ trợ của nhà trường ngay từ những khi mới bước chân vào đại học rồi. Đó là thông tin của Đại học Hoa Sen, và Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà là lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra là ngày 7 tháng 4, là thứ sáu, thì từ là buổi chiều ngày 7 tháng 4, ngày 8 tháng 4 là thứ bảy, và chủ nhật thì bắt đầu từ 8 giờ đến 17 giờ. Và địa điểm tổ chức là Gặp Hát Hòa Bình ha cả nhà. Đây, lễ tốt nghiệp lần thứ 40, các tân khoa sẽ được vinh dự lên bục. Xuân Mỹ sẽ tiếp tục thông tin về buổi lễ tốt nghiệp này trong những ngày tới ha cả nhà. Và tin tiếp theo thì Xuân Mỹ cho cả nhà xem một phần của anh Sơn tại chương trình giao lưu ở đây, Lâm Hà, Lâm Đồng hôm bữa 3 tháng 4. Anh đã quay lên nè. Đó. Phần trình diễn của anh Sơn, phần tại Lâm Hà, Lâm Đồng cùng kỹ sư Lan. Người này thì cả nhà biết là ai ha, Mẫn Ngọc Anh, doanh nhân Mẫn Ngọc Anh. Đó, một lướt qua một chút hoạt động của anh Sơn. Chúng ta sẽ gặp anh Sơn và Cường trong show diễn 30 tháng 4 tại Amazing Show, cho nên là mong mọi người hãy tiếp tục mua vé ủng hộ ha, ủng hộ hai bác cháu. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club, cái group
dành cho fan. Các bạn admin của các bạn admin của trang Hồ Văn Cường Fan Club đăng một cái cấp một cái video, ai mà thèm nghe Hồ Văn Cường hát, mở con mắt to lên mà nhìn nè, đó, fan của Cường đi đông đúc như vậy, biết bao nhiêu người nghe chứ sao mà không có ai nghe ha cả nhà. Đây là đáp trả một cái chiếc video đáp trả anti fan, mở con mắt to lên mà nhìn đó, một rừng xanh chuối luôn cả nhà. Một cái chiếc video vui vui như vậy. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ sang trang tiếp để mở tiếp theo cho cả nhà, là mấy ngày nay thì fan xanh chuối ngập tràn trong sung sướng, sự sung sướng vui và tự hào khi mà được báo Tiền Phong nêu tên gia đình xanh chuối lên về cái tình yêu thương của gia đình xanh chuối dành cho Hồ Văn Cường trên báo Tiền Phong. Ai mà có ra sập báo thì mua một tờ báo Tiền Phong ngày 2 tháng 4, chủ nhật ngày 2 tháng 4 để bài báo này thì Xuân Mỹ đọc cho cả nhà hôm bữa chủ nhật đó. Mua lại tờ báo làm kỷ niệm ha, làm kỷ niệm về cổ Út Gò Công. Trên trang Hồ Văn Cường fan thì cũng đăng một cái chiếc video. Trang Hồ Văn Cường fanpage thì đăng lại cái tình nhà xanh chuối nè. Sau khi mà bài báo của báo Tiền Phong ra đời thì các bạn ấy đã đăng lại một cái chiếc video lướt qua tất cả những hình ảnh mà fan có mặt đó, đó cả nhà. Như vậy là đủ để trả lời và đáp trả anti fan là không ai đi xem Cường hát mà gia đình xanh chuối, thì gia đình xanh chuối cũng là khán giả đúng không cả nhà. Ca sĩ hát mà ở dưới khán giả rần rần, ngồi kín hết trơn hội trường, kín hết trơn khán phòng, kín hết trơn sân diễn ở ngoài trời, thì còn gì bằng nữa đúng không cả nhà. Rồi những cái chiếc đèn led xanh chuối rộn ràng đó, bừng sáng trong khán phòng, ủng hộ cổ Gò Công, như vậy là đủ tự hào rồi. Xuân Mỹ chia sẻ cái video là các bạn quản trị của trang fanpage Hồ Văn Cường Fan Club đăng lên như vậy, và một chiếc video nữa dễ thương ở chỗ may, khi mà chiều anh đứng ngó bên sông, con sáo sậu khi lúa chỗ bông, có cái câu là em có bằng lòng làm vợ anh không đó cả nhà, bài buồn con sáo sậu. Ai phụ Cường gánh lúa ha, một cái câu vui như vậy. Và Xuân Mỹ xin vào ngay trang May Đà Lạt để cập nhật vé của Cường và Jack Long. Đây, show diễn 8 tháng 4, Hồ Văn Cường, khách mời là Jack Long, vé, cập nhật tình hình vé hôm nay như thế nào ha cả nhà. Sau khi mà May lang thang Đà Lạt, kê thêm ghế, bung thêm ghế trên cái khuôn viên biểu diễn của May lang thang Đà Lạt thì lượng vé vẫn còn nhiều nha cả nhà. Đây nè, giờ Xuân Mỹ mình cập nhật luôn, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 55, vé loại 650, rồi loại 850, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 56, 57, 58, 60, 56, và loại vé 450, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52.
loại vé 450 còn 81, loại 850 còn 56 và loại 650 còn 75. Còn 200 vé nữa cả nhà. Như vậy là chỉ có hơn 300 vé show Amazing Show bán ra thôi. Cũng đủ hiểu thôi, bởi vì fan xanh chuối vừa mới đi show Đà Nẵng. Trong tháng 3 thì 3 sự kiện là 11 tháng 3 là sinh nhật của Cường, rồi 18 tháng 3 là show của May Sài Gòn và 25 tháng 3 là show Đà Nẵng, cho nên là show tháng 4. Thì 8 tháng 4 fan của Cường còn để dành nhân lực vật lực để ủng hộ show 30 tháng 4 nữa. Một chút thì Xuân Mỹ sẽ cập nhật tới show 30 tháng 4 ha cả nhà. Đây, chuyển sang show 30 tháng 4. Show 30 tháng 4 thì còn vé nhiều hơn. Còn vé nhiều hơn cả nhà. Lượng vé bán ra đây nè. Chưa tới 200 vé bán ra cả nhà. Nó khoảng 180 mấy thôi. Ở show Amazing Show Đà Lạt. Như vậy là nếu mà 400 vé bán ra mà như vậy là chưa đủ 50% nữa cả nhà, mà hôm nay thì còn có 3 tuần nữa. Mong mọi người hãy tích cực tăng cái vận động fan xa gần mua vé show này. Giá vé là 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu mốt, 1 triệu. Đây nè cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ show này ha. Rồi bây giờ Xuân Mỹ trở lại show Cần Thơ. Show Cần Thơ thì có khả quan hơn, bởi vì là lượng vé cũng giảm nhiều rồi. Nhưng mà show Cần Thơ thì còn xa, cho nên chúng ta cũng không có lo lắng gì ha cả nhà. Mấy ngày trước thì Cần Thơ mưa, thì Xuân Mỹ có chia sẻ với cả nhà đó, cho nên là cuối tháng 5 thì trời đã ở miền Tây á, thì trời đã bước vào mùa mưa, cho nên là để dự phòng thì cả nhà mình chuẩn bị một cái ô che mưa đi ha. Hoặc là bỏ túi bỏ ba lô một cái áo mưa bọc, đề phòng là may Cần Thơ không có mái che. Nếu mà họ không làm mái che thì mình có, khi mà mưa ào tới thì mình có cái ô mình che lên liền ha cả nhà. Đó, vé của show Cần Thơ còn rất là ít, bây giờ Xuân Mỹ chưa cập nhật, mình chỉ nhìn sơ đồ thôi để đừng mất thời gian. Mong là tất cả chúng ta cùng đồng lòng hiệp sức chia
chia nhân lực ra để cùng ủng hộ từng show diễn của Cường ha. Xuân Mỹ thì show 30 tháng 4 thì 30 tháng 4 thì Xuân Mỹ có người thân ở Đà Lạt rủ lên chơi. Nếu mà kết hợp được thì Xuân Mỹ đi, còn không thì Xuân Mỹ sẽ chắc chắn là dự show 28 tháng 5 rồi cả nhà. Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ ha. Rồi đó là thông tin về Cẩu Cò Công và những show diễn của Cường. Như vậy là fan Gia Đình Xanh Chuối mấy ngày nay là hân hoan vui sướng khi mà được một tờ báo lớn như báo Tiền Phong. Báo Tiền Phong được xem là tờ báo chính thống đó cả nhà, là tờ báo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam, chủ chủ quản đăng bài về Gia Đình Xanh Chuối, là một một cái tín hiệu vui. Cho nên từ cái niềm vui đó chúng ta cùng chia sẻ nhau, ai đi show nào được thì đi ủng hộ ha. Bởi vì show đều đều như vậy thì mình sắp xếp thời gian mình ủng hộ cho Cẩu Gò Công và ủng hộ cho đối tác của Cẩu Gò Công là các cái nơi như là Mây Lang Thang và ở Mấy Xuyên Xô. Một cái tin Xuân Mỹ muốn chia sẻ với cả nhà đó là ba người một tai nạn điện giật thương tâm. Ba người trong gia đình ở Bình Dương bị điện giật thương tâm. Bà chiều ngày 4 tháng 4 ở Bình Dương thì có một cái trận mưa giông. Sau khi mưa thì bà Nhị ở Bình Dương ra trước nhà quét sân thì bị nhiễm điện, mới bị chạm điện té ngã. Thấy vậy thì người thân trong gia đình phát hiện tới hỗ trợ, ba người bị điện giật tử vong tại chỗ và trên địa bàn này cả nhà. Sự việc xảy ra chiều cùng ngày ở Bến Cát, Bình Dương. Theo thông tin ban đầu thì 18:30 thấy nước mưa tràn trước cửa nhà mình nên bà Nguyễn Thị Nhị đi ra quét. Tuy nhiên trong lúc quét thì bà bị điện rò rỉ từ dây điện 3 pha giật té ngã. Phát hiện sự việc thì ông Lên, chồng bà Nhị chạy ra hỗ trợ cũng bị điện giật. Tiếp đó anh Nguyễn Thái Bình, con trai ông Lên và bà và Nguyễn Thái Dương, cháu của ông Lên đến hỗ trợ thì bị điện giật bất tỉnh. Sự việc khiến là ba người là ông Lên, anh Bình và cháu Dương tử vong. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân. Tại thời điểm trời mưa gió giật mạnh khiến cây xanh ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm những dây điện bị xước, sau đó nhiễm xuống nước đọng ở mặt đường. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ ở cả nhà. Gây một cái tai nạn hết sức là thương tâm, rủi ro thiên tai đó. Thiên tai là mưa, mưa mưa gió sao rồi làm cho dây điện xước, bong tróc và gò rỉ điện xuống nước, rất là nguy hiểm đó cả nhà. Cái này thì không thể nào mà nói trước được. Xin chia buồn cùng gia đình và mong cơ quan chức năng sớm xử lý những cái hậu quả như thế này để sớm mang lại sự bình yên cho địa phương, cho người dân. Bởi vì tai nạn ở đâu cũng vậy, luôn luôn rình rập, và bên mong là lực lượng bên cây xanh dọn vệ sinh sạch, thu gọn cây xanh để đừng có bị vướng vào dây điện. Cái tai nạn điện mà bị do mưa giông làm bong tróc dây điện do cái cành cây ngã đổ đó cả nhà thì nó thường hay xảy ra. Bởi vì là cây xanh thì trồng trên lề đường nó cũng lớn lên cùng, nó chen ở trong từng cái đường dây điện cho nên rất là nguy hiểm. Mong mọi người hãy cẩn thận ha. Rồi đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả qua video hôm nay. Trở lại kênh của Cường thì mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nghe nghe nhạc và đi show ha. Cho dù còn mấy cái chị vàng, mấy chị vàng kia có nói gì thì cũng không thể nào là tẩy trắng được cho cái người mà mình gọi là chế này chế nọ kia, bởi vì là chế ấy đã có lỗi thì chế ấy sẽ không bao giờ rửa sạch cái lỗi của mình với cậu Út Gò Công được. Còn những gì cậu Út Gò Công làm cho gia đình thì chắc chắn là thể hiện của một đứa con có hiếu, cho nên người ta mới lo cho gia đình người ta được, chứ không ai mà như những lời họ nói. Họ có nói gì thì cũng sự thật cũng là sự thật ha, đúng không cả nhà? Và Cường thì cứ đi tới thôi, và fan của Cường thì cứ ủng hộ những cái bài hát này tiếp tục lên triệu view.
để xứng danh là ca sĩ triệu view ha cả nhà. Xuân Mỹ thì xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ.